Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay Xuyến rất là vui khi được kể cho mọi người một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Và cái câu chuyện này nó chỉ dành cho những người đặc biệt mà thôi. Cho nên là Xuyến rất là chúc mừng những chị em nào đang xem cái video này nha. Câu chuyện này á, thì nó đã làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Và trong đó Xuyến là một trong những người rất là may mắn khi được biết tới câu chuyện. Trước đây á, thì Xuyến cũng là một người thường hay quán trách, đổ lỗi cho những cái sự việc bất như ý nó đến trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy mà mình cũng gặp khá là nhiều bất ổn. Tuy nhiên rất là may mắn khi mình biết đến câu chuyện và mình hiểu về cái câu chuyện này thì cái cuộc đời của mình nó đã thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực. Chính vì vậy mà Xuyên cũng mong muốn lan tỏa cái câu chuyện này đến với nhiều người hơn. Và trong quá trình kể chuyện thì sẽ có một số câu hỏi vô cùng đơn giản. Các chị em vui lòng tương tác giúp Xuyên nha. Câu chuyện của Diễn sắp kể cho các chị em nghe thì nó sẽ bắt đầu bằng cái vật này. Mọi người có thể cho Xuyên biết đây là cái gì không? Cây bút. Và giả sử như bây giờ có một cái ở ngoài cửa có một cái chú chó chạy vô và Xuyên kêu chú chó ki 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 ki, chú chó chạy lại đây và Xuyên quơ quơ cái vật này trước mặt chú chó thì chú chó sẽ làm gì với cái vật này ạ? Chú chó sẽ gặm đúng không? Gặm hoặc là cắn. Rồi, vậy thì chú chó có nhìn thấy đây là cây bút không? Không, chú chó nhìn thấy đây là cái gì nè? Là một cái đồ chơi hoặc là cái đồ ăn, cục xương gì đó. Cho nên là chú chó mới gặm, mới cắn, đúng không nè? Cùng là một cái vật này thôi, nhưng mà con người nhìn thấy đây là cây bút và con người dùng để viết, đúng không? Còn chú chó thì nhìn thấy đây là đồ chơi hoặc là cục xương, cho nên là chú chó mới gặm, chú chó mới cắn. Vậy thì trong trường hợp này, ai đúng? Cả hai đều đúng, ai cũng đúng với thế giới quan của họ, đúng không nè? Vậy thì ở đây mình nhận ra một bài học là mọi người luôn đúng với cái thế giới quan của họ, mình cần phải tôn trọng thế giới quan của mọi người. Rồi, giả sử như đây là cái mặt bàn và Xuyến đặt cái vật này trên cái mặt bàn. Bây giờ Xuyến đi ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, con chó đi ra ngoài luôn. Trong cái căn phòng tắt đèn luôn. Thì trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, cái vật mà Xuyến đã đặt nó trên mặt bàn lúc này nó là cái gì ạ? Nó không là gì cả, nó chỉ là chính nó. Vậy thì cái việc mà nó không là gì cả hay nó là chính nó thì theo trí tuệ cổ xưa gọi là tính không. Tính không không có nghĩa là tối thui, đen thui hay là không có gì, mà tính không có nghĩa là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cái tính tiềm năng vô hạn nó được thể hiện như thế nào nha. Giả sử mà khi cánh cửa mở ra, Xuyến là người đầu tiên bước vào và Xuyến đi tới cái bàn, Xuyến nhìn lên trên cái bàn thấy cái vật này, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến ạ? Nó là cây bút đối với Xuyến. Giả sử như khi mà cánh cửa vừa mở ra, chú chó nhanh chân chạy vào và chú chó nhảy lên bàn, chú chó nhìn vào cái vật này thì cái vật này nó trở thành là gì đối với con chó? Nào, con chó lại gặm cắn thì nó là đồ chơi và cục xương đối với con chó. Một cái câu hỏi này vô cùng thú vị là nếu như nãy giờ mọi người để ý nha thì mọi người trả lời được câu hỏi này nè. Một tình huống khác, khi cánh cửa mở ra, Xuyến thấy chú chó dễ thương quá cho nên là Xuyến ẵm chú chó trên tay đi vào phòng. Và ngay cái thời khắc mà Xuyến và chú chó cùng nhìn vào cái vật ở trên bàn thì lúc này cái vật này nó là cái gì? Đối với Xuyến nó là cây bút, đối với con chó nó là đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì ở đây mình thấy rõ cái tính tiềm năng vô hạn của mọi vật chưa? Cùng là một vật này thôi, nhưng mà có lúc nó không là gì cả. Nó chỉ là chính nó khi không có ai tương tác với nó. Nhưng mà nó sẽ trở thành cây bút nếu mà có con người tương tác với nó. Và nó trở thành đồ chơi hoặc là cục xương khi có con chó tương tác với nó. Và nếu cả hai cùng tương tác với nó thì nó đồng thời trở thành cả hai. Bây giờ mọi người cho Xuyến hỏi một lần nữa, có phải trên tay Xuyến đang cầm cây bút không ạ? Vậy thì cái cây bút này nè, nó đến từ phía nó cho mình nhìn thấy nó là cây bút, hay là nó đến từ phía chúng ta cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút? Nó đến từ phía của chúng ta, bởi vì nếu như nó đến từ phía nó thì con chó cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút và con chó cũng sẽ dùng để viết. Có thể là nó sẽ viết thư tình cho cô bạn gái của nó, khen là ô cái đuôi của em đẹp quá. Nhưng mà nó không nhìn thấy đây là cây bút. Vậy thì bây giờ mọi người
Hãy cho Xuyến mượn cái bàn tay xinh đẹp của mình nha, đặt lên phần tâm trí của mình và vẫy tay về phía trước. Mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình. Cái vẫy tay này gọi là cái vẫy tay thần thánh, thay đổi vẫy tay là thay đổi cuộc đời luôn nè mọi người. Bây giờ mình nghe tới đây thì mình cảm thấy mình rất là vui. Mình vừa phát hiện một cái bí mật vô cùng tuyệt vời đúng không? Mọi thứ đều đến từ mình thì mình sẽ có được mọi thứ mà mình muốn. Đúng không nè? Tại vì mọi thứ đến từ mình mà. Vậy thì bây giờ bằng cái năng lượng tích cực, Xuyến không muốn nhìn thấy đây là cây bút nữa, Xuyến muốn nhìn thấy đây là viên kim cương. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cái cây bút này nó trở thành viên kim cương nha. Cây bút trở thành kim cương, kim cương, kim cương. 1, 2, 3. Mở mắt ra. Wow. Xuyến vẫn thấy đây là cây bút. Mọi người thì nhìn thấy đây là gì ạ? Vẫn là cây bút. Vậy thì nó có gì mâu thuẫn ở đây? Rõ ràng mình vừa nói với nhau là mọi việc đến từ mình. Mọi việc đến từ mình. Bây giờ mình muốn nhìn thấy đây là viên kim cương, nhưng nó cũng chỉ là cây bút. Đúng không nè? Vậy thì làm sao để mà mình có được những mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống của mình? Bằng cách nào? Có phải là khi mà mình nhắm mắt lại thì trong tâm trí của mình nó sẽ có vô vàn những hạt giống nó đang vận hành, và khi mình mở mắt ra, mắt mình nhìn thấy tương tác với cái vật này thì cái hạt giống về cây bút nó đủ đầy nhất, cho nên nó phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy đây là cây bút. Như thế để có những điều mình mong muốn trong cuộc sống thì mình không thể mong cầu hay nguyện ước mà thông qua con đường gieo trồng. Gieo trồng thì sẽ có ba cái con đường để mình gieo trồng: qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Bây giờ giả sử như đây là khu vườn tâm trí của chúng ta, khi mà mình suy nghĩ thì mình sẽ để lại đây, nó lúng vô cái bàn tay mình, nó lúng vô đúng không? Mình suy nghĩ, mình nói, mình hành động thì nó sẽ để lại cái dấu ấn, và cái dấu ấn này nó cứ lặp đi lặp lại tới một lúc nào đó nó đủ đầy, nó sẽ phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy cái điều mà mình mong muốn. Và cái việc gieo trồng này nó cũng tuân theo cái quy luật của tự nhiên là có gieo có gặt, không gieo không gặt, gieo gì thì gặt nấy, và hạt nhỏ thì cây to. Qua cái câu chuyện vô cùng đơn giản nhưng mà nó có rất là nhiều bài học sâu sắc khác nhau, riêng bản thân Xuyến thì có 4 bài học quan trọng. Bài học thứ nhất đó là mình hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Mỗi người luôn có cái thế giới quan riêng và họ luôn đúng với cái thế giới quan của họ. Khi mà có ai đó có một cái ý kiến ngược với cái ý kiến của mình, với cái suy nghĩ của mình, không có nghĩa là họ sai, họ vẫn đúng với cái thế giới quan của họ. Và mình nên biết ơn họ vì họ đã cho mình nhìn thêm một mặt nữa, một cái góc nhìn mới mà mình chưa nhìn được. Chứ mình sẽ không còn tranh cãi đúng sai nữa. Chỉ có đúng có sai khi mà nó có một cái quy định từ trước. Ví dụ như theo luật pháp quy định, hoặc là những cái gì nó đã thống nhất giữa hai người hoặc là giữa một cái tổ chức thì mình phải luôn đối chiếu vào cái điều đó để mình phân định đúng hay sai. Ví dụ như giờ làm việc của công ty mình là 7:30 mà mình đi sau 7:30 có nghĩa là mình đã trễ giờ, chứ mình không có nói là thế giới quan của tôi như vậy là đúng, là không được. Có nghĩa là những cái gì nó đã quy định từ trước thì mình phải tuân thủ theo. Bài học số 2 đó là bài học về tính không hay là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Mọi cái sự việc, sự vật nó đến với mình, thậm chí là một con người xuất hiện trong cuộc đời mình, họ như thế nào đều là do mình nhìn nhận vào họ. Cái cây bút này khi mà không có con người nhìn vô thì nó không phải là cây bút, mà khi không có con chó nhìn vô thì nó không thể là đồ chơi hoặc là cục xương. Bản thân nó chỉ là nó thôi. Vậy thì những người mà xuất hiện trong cuộc đời của mình á, thì họ chính là họ thôi, họ không là gì hết. Còn họ như thế nào là do mình nhìn thấy họ, mình nhìn thấy họ như thế đó. Bản thân họ chỉ là tính không và họ có tính tiềm năng vô hạn. Và khi mà mình biết về cái hiểu về cái bài học tính không này thì mình cũng không còn dán nhãn cho con mình, dán nhãn cho những người xung quanh mình như thế này như thế nọ, bởi vì mình hiểu là mọi người mọi việc đều có tính tiềm năng. Bài học số 3 đó là bài học mọi việc đến từ mình mà mình chịu trách nhiệm 100%.
với những gì diễn ra xung quanh trong cuộc đời mình. Trước đây thì Xuyến thường vẫy tay ngược. Vẫy tay ngược có nghĩa là cái cây bút nó cho mình nhìn thấy cây bút đến từ phía nó. Bây giờ mình thấy rõ ràng mình sai rồi đúng không? Cây bút nó đến từ nó, nếu mà nó đến từ phía nó thì con chó cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút. Vậy thì nhưng mà mình vẫn đổ thừa tại bởi cho nên. Và chính vì vậy cuộc sống của mình gặp rất là nhiều bất ổn. Chỉ khi nào mình một xác định mình có cái thế giới quan đúng đắn là mọi việc đến từ mình và mình chịu trách nhiệm 100% với những gì xảy ra trong cuộc đời của mình, mình làm chủ cuộc đời mình thì mình cuộc sống mình mới bình an, mới không còn gặp những cái bất ổn nữa. Bài học thứ tư đó là một bài học cực kỳ quan trọng, mà nếu như mình hiểu được cái bài học số 4 này thì mình sẽ có mọi thứ mình mong muốn. Mình tại vì nó mọi thứ nó sẽ đến từ hạt giống và mọi thứ nó đến từ hạt giống và nó có nghĩa là mình muốn cái điều gì mình hãy gieo trồng cái điều đó thường xuyên thì mình sẽ có được cái điều mình mong muốn. Và cái người thầy của Xuyến cũng có dạy là khi mình biết cái câu chuyện này thì mình hãy kể ít nhất 3.000 lần cho những người khác cùng biết tới cái câu chuyện. Và mỗi một lần kể là mỗi một lần mình gieo hạt. Cho nên là Xuyến vô cùng biết ơn những ai đã lắng nghe hết cái video này của Xuyến. Và Xuyến cũng xin phép hồi hướng cái câu chuyện này cho tất cả, đến tất cả những người thân, họ hàng, những người, những ai đang xem qua cái video này và tất cả những người chưa xem đều có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Biết ơn cả nhà.